Khổng Tử có câu, thế gian có bốn loại người, không biết mình không biết, biết mình không biết, không biết mình biết và biết mình biết. Chúng tôi biết bạn đang rối não, nhưng tiếp theo đây chúng tôi sẽ phân tích đơn nhanh về bốn loại người này. Dựa vào những trải nghiệm và đúc kết, The Rocker ngẫm thấy câu nói trên rất đúng và có thể dùng để định nghĩa trong giới trader. Cùng xem thử bốn kiểu trader theo góc nhìn người của Khổng Tử, có chuẩn hay không nhé. Đầu tiên là trader không biết mình không biết. Kiểu trader này có hai biểu hiện tiêu biểu sau. Thứ nhất là họ nghĩ mình đã là dân chuyên nghiệp nên rất siêng đăng bài khoe chát này chát nọ với thiên hạ. Họ tin rằng họ đã học được quá đủ và hơn nhiều người khác. Biểu hiện thứ hai phổ biến hơn là các nhà đầu tư mới ập vào thị trường chưa biết gì hết, đã cố mua thấp mua tháo vào lúc cao điểm, hù theo đám đông và dễ dàng tin vào những câu chuyện về nhân 2, nhân 3, nhân 10 mà phải ngậm trái đắng. 2. Là kiểu trader biết mình không biết. Công nhận là loại trader này phải thuộc hàng hiếm, mò sông đáy bể lắm mới tìm ra họ. Sau nhiều nỗ lực vô ích và tài khoản bị cháy, họ hiểu rằng họ đã bị lừa bởi đám đông. Họ không sống trong những hy vọng viển vông mà phải luôn luôn học hỏi để tự lực cánh sinh. Sau những lần thất bại, họ rút kinh nghiệm, tiếp tục mày mò thông tin và bắt đầu lại và thề sẽ không lặp lại sai lầm tương tự nữa. 3. Là kiểu trader không biết mình biết. Trader này phải gọi là thuộc hàng rất hiếm thấy, vì thiên bẩm kinh doanh giỏi đã nằm trong máu họ luôn rồi. Có thể là do kinh nghiệm nhiều năm của họ đã giúp họ thoát khỏi tâm lý đám đông một cách dễ dàng. Họ sử dụng các kỹ năng giao dịch siêu việt mà ngay cả họ cũng không thể gọi tên. Họ cũng mắc sai lầm như bao người khác, nhưng họ cũng thích nghi rất nhanh chóng. Họ thể hiện mọi chuyển động của thị trường theo phong cách độc đáo của riêng họ, với sự tinh tế của riêng họ, thay vì quá hàn lâm với những khái niệm viết tắt. Họ giống như những món đồ trang sức có giá trị nhưng chưa được đánh bóng. Họ có con đường thành công ngắn hơn và nhanh hơn so với hai loại trader trước. Tôi đã thấy một vài người trên thị trường này và sau một thời gian, họ biến thành kiểu trader thứ tư sau đây. 4. Là trader biết mình biết. Loại trader này vừa hiếm lại vừa quý. Họ không hẳn biết tất cả mọi thứ, nhưng họ biết bản thân cần phải đào sâu học hỏi về điều gì và kiến thức không bao giờ là đủ. Những trải nghiệm thực chiến đã giúp rèn luyện trực giác của họ nhạy cảm hơn với những thay đổi của thị trường. Họ có thể không phải vào nhiều lệnh mỗi ngày như những người khác, nhưng lợi nhuận thu về thì không thua kém ai. Chúng tôi không muốn phán xét bất cứ ai, nhưng khi xem xét qua bốn loại người giao dịch này gợi lên hình ảnh về họ trong trí tưởng tượng của tôi. Bạn nghĩ bạn là người như thế nào? Hãy có nhận định khách quan hơn về chính mình để tìm ra cho mình những con đường đi đúng đắn hơn nhé.